Tại Kim Sơn, sáng nay 287 thanh niên ưu tú của huyện đã hăng hái lên đường nhập ngũ trong không khí phấn khởi rộn ràng. Tới dự và động viên các tân binh có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đinh Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kim Sơn, lãnh đạo một số sở ban ngành huyện Kim Sơn. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân Kim Sơn đã tập trung về rạp Kim Mâu để tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ. Hôm nay, lớp thanh niên mang trong mình truyền thống quê hương, tiếp bước các thế hệ đi trước lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong bộ quân phục mới, mỗi tân binh không giấu nổi niềm vui được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, đều bày tỏ niềm tự hào, quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Em rất vinh dự khi được tham dự vô nghĩa vụ quân sự. Em hứa là sẽ dốc hết sức trẻ của mình đáp ứng lại kỳ vọng của gia đình của quê hương. Những năm qua, Kim Sơn luôn là địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp giao trách nhiệm cho từng thành viên và chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, phối hợp tăng cường tuyên truyền giáo dục đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh niên trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số các tân binh năm nay, có 35 người viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 68 thanh niên ưu tú được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 11 người đã được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc và các đại biểu đã tặng hoa, quà và chúc các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhờ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên lễ giao nhận quân của huyện đã diễn ra nhanh gọn, đúng quy định, bảo đảm an toàn. Các tân binh sẽ được giao về 8 đơn vị. Lớp thanh niên của vùng biển Kim Sơn lên đường hôm nay mang theo truyền thống trung dũng, quyết thắng của quê hương trong hành trang của mình, như một nguồn động lực để vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.